Lần đầu tiên cho phép tôi thay mặt nghệ nhân diễn viên đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Bắc Kạn xin được gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo, vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, trong cộng đồng 54 dân tộc Tây Nùng là dân tộc sinh sống lâu đời trên các vùng cao miền Đông Bắc Việt Nam, có nhiều nét văn hóa tương đồng về ngôn ngữ và phong tục tập quán. Trong suốt quá trình hình thành lịch sử và phát triển của mình, người Tây Nùng đã có những đóng góp to lớn vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua các hệ thống lễ hội, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng mang tính cộng đồng cao. Đến với ngày hội văn hóa thể thao và du lịch dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 10 năm 2018, đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Bắc Kạn xin được trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị trích đoạn lễ hội Lồng Tổng của dân tộc Tây Nùng, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Siêu tầm nghệ nhân Dương Văn Thủ do nghệ nhân Dương Văn Thủ cùng toàn đoàn biểu diễn. Lễ hội Lồng Tổng xã Hà Vị được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đây là dịp năm ngàn để người dân tận hưởng những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc. Lễ hội là dịp để quần chúng nhân dân bày tỏ lòng thành kính, tạ ơn trời đất và các đấng thần linh đã bài trừ những cái ác, lòng tham, ích kỷ của con người và xóa đi những mặc cảm ngăn cách giữa con người với con người. Sống phải có sự hòa đồng, tương thân, tương ái, gần gũi, sống vì dòng tộc, vì cộng đồng và có trách nhiệm với nhau, cùng nhau xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cái lộ môn đây nhưng mà chỗ nhân viên thành phố cổ phí phổ phép
tên quá tên văn à khổ lúc em kinh trai khổ lúc lại kinh quá nhau thì có cái phủ khăn lên có cái thế khăn khác ồ lúc vẫn vừa cười lúc năm cứ thì ông với hết lăng cùng đi chỉ lăng cùng đi thôi và có cái khổ đêm dạo cái phủ bò vai cái làm cái tăng à mời cái điều này hàng hảo bát cái đến lăng cùng đi chỉ lăng cùng đấy thôi à phải cũng chỉ ngay thôi nhưng nhau nhìn thấp rồi lộ ra mặt thấp rồi ra thấp hơn ồ đang cân lời cái lời thứ thanh đi trời thứ đã rồi cái mưa ở lồng tổng lồng bốc cái lời lũ là cảm bằng đóng lăng là đen bằng đóng hiểu ừ lũ là cây là lông mình kẹo đẹp mình kẹo không hơn cây lông mình kẹo kết lắm ồ đang cân lắm mình cái này rồi mình tăng được tăng lên mười người lên tốn nữa rồi cùng là tôi nhìn nó đang đi rồi lại gặp chú ồ nhưng mà đang kiểu lũ con cây nhưng mà thì mình đang phải nhìn các ồ nhưng bây giờ tao lò lũ luôn thì thành chuông lục cải hư ồ bắt đầu mà hồi lục tổng đó ồ mà đi tìm con bán đây thằng quân thì chúng ta cả cả đó ồ về cái đó về thì thay đổi đó
thưa toàn thể quý vị, trích đoạn lễ hội Lồng Tổng xã Hà Vị, huyện Bạch Thông của tỉnh Bắc Kạn xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chúc quý đại biểu, khách quý, ban tổ chức và đông đảo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc ngày hội thành công rực rỡ.